chào các bạn đã quay lại với kênh Cuba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn cách thắng nước màu mới dùng để kho thịt, kho cá hoặc dùng để tạo màu cho các món nướng, món ram giúp món ăn thêm phần thơm ngon và hấp dẫn. Thành phẩm khi làm xong có độ sánh, keo như mật ong, màu nâu cánh gián, sáng, bóng, đặc biệt là không bị đông và lại đường, bảo quản được rất lâu ở nhiệt độ phòng, thời hạn sử dụng lên đến 8 tháng luôn đó các bạn. Với hai nguyên liệu đơn giản là đường và nước dừa tươi, và các bạn chú ý theo dõi một chút về cách làm thì sẽ có ngay thành phẩm đẹp mắt các bạn nhé. Mình dùng đường trắng tinh luyện này nè các bạn. Các bạn có thể dùng đường vàng hoặc đường thốt nốt đều được, nhưng mà mình thấy dùng đường trắng đó sẽ dễ canh khi mà đường chuyển màu và sẽ dễ hơn cho các bạn để cho ra màu đường ưng ý nhất. Mình bắt đầu làm nha. Cho 500g đường vào chảo nè. Mở lửa vừa cho chảo nó nóng lên. Khi thấy đường bắt đầu tan ra thì các bạn lắc nhẹ chảo và vẫn để ở mức lửa vừa ha. Cho đường nó tan ra từ từ và các bạn bắt đầu xoay chảo đều chảo như vậy nè, để đường nóng đều và nó tan hoàn toàn ha. Tuyệt đối không được khuấy nha, vì khi các bạn khuấy thì nó sẽ dễ bị hiện tượng lại đường. Bây giờ các bạn quan sát thấy ở giữa chảo nó còn một ít đường chìm xuống dưới chưa tan đó, thì mình dùng muỗng tán nhẹ ra cho nó tan ha. Khi đường tan hết và từ từ chuyển màu thì các bạn hạ xuống mức lửa nhỏ để tránh đường không bị cháy khét nha. Và lúc này các bạn không được rời mắt khỏi chảo. Mình quan sát kỹ nè. Khi đường sôi đều và có những bọt khí nổi đều lên trên mặt nè, thì mình dùng muỗng kiểm tra thử. Thấy cái màu đường nó gần đạt á, mình tắt bếp luôn nha. Độ nóng của đường sẽ làm đường nó lên màu thêm một chút nữa là đạt. Lúc này thì mình vẫn lắc nhẹ chảo để cho đường nó đều màu, đồng thời làm cho nước đường nó nguội bớt. Rồi bây giờ nè, mình bắt đầu cho nước dừa tươi vào. Mình chế vào từ từ bên ngoài thành chảo như vậy nè các bạn, để tránh nước nó bị bắn ra ngoài nha. Mình cho hết 180ml luôn ha. Nếu không có nước dừa tươi, các bạn có thể thay thế bằng nước lạnh cũng được. Và có thể đun sôi rồi mình cho vào cho nó an toàn nha. Xong rồi mình mở lửa trở lại nè. Lúc này thì mình khuấy nhẹ để đường nó được tan đều trong nước dừa. Mình cho nó sôi đều khoảng 1 phút nữa, xong rồi mình tắt bếp luôn nha. Thời gian thắng nước màu cho nửa ký đường thì khoảng 8 phút đó các bạn. Các bạn nhìn nè, màu nâu đỏ đẹp chưa nè. Khi còn nóng thì nó sẽ hơi lỏng, nhưng khi nguội hẳn thì nước màu nó sẽ keo lại nữa nha các bạn. Nước màu đạt là nó có màu nâu đỏ, sáng bóng, không quá đen, có mùi rất thơm khi đạt độ tới của đường. Các bạn có thể nếm thử, nghe có vị ngọt và chút nhẫn nhẹ là được nha. Và đây là nước màu của mình đã để nguội rồi nè. Nó sánh như vậy nè. Lượng nước dừa mình sử dụng đủ để khi thắng xong để nguội thì nó có độ sánh vừa phải chứ không quá đặc. Như vậy khi dùng cũng dễ lấy hơn đó các bạn. Mình đổ ra đĩa màu trắng để dễ kiểm tra độ màu nè. Như vậy là đạt rồi đó các bạn. Nước màu đã nguội hẳn rồi thì mình cho vô lọ thủy tinh, đậy kín và để nhiệt độ phòng. Mình sử dụng được 8 tháng đó các bạn. Nếu để lâu hơn thì mình nên cho vào ngăn mát tủ lạnh. Thời hạn sử dụng lên đến 1 năm luôn đó. Tuy nhiên các bạn nên sử dụng thời gian ngắn hơn để bảo đảm độ thơm ngon của nước màu nha.
Các bạn có thể tham khảo clip cách làm sốt kho có sử dụng nước màu đường thắng theo cách này nha. Mình có để link dưới phần mô tả của video này nha. Chúc các bạn thành công với cách thắng nước màu này nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những chia sẻ về nấu ăn mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.